Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 24 tháng 11 2023. Chúng ta tiếp tục học tập quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc. Học đến tập 155. Có một cô này nhắn tin hỏi Nhân Đức: con bị bệnh gì mắt, bác sĩ nói cặp mắt của con còn khoảng nửa năm đổ lại thì sẽ bị mù, giống như mở gì đó che cặp mắt lại không thấy được. Giờ con buồn lo quá thầy ơi. Những đức phiên cô: nhà chùa lúc trước có một chú tên chú Hồng, hồi đó ngoài đời làm nghề xịt cá cũng nhiều, sau này chú bị bệnh rút, rút chân cẳng lại và mắt bị mờ. Bác sĩ khám nói rằng chú 3 tháng nữa mắt sẽ mù. Khi Nhân Đức gặp chú, Nhân Đức nói rằng chú hãy tin Phật, chân thật niệm Phật, đã tin thì tin cho tới cùng, lòng tin hoàn toàn dành cho Phật. Nếu 3 tháng sau mà chú mù thì nhà chùa cũng lo cho chú hết, chú yên tâm, không cần suy nghĩ tới, yên tâm niệm Phật đi chú, đừng quan tâm tới. Chú nghe lời Nhân Đức, chú niệm Phật. Tới bây giờ luôn hơn 2 năm chờ, cặp mắt chú vẫn bình thường, không có mù. Đây là 100% người thật việc thật tại chùa Hộ Pháp chúng ta luôn. Nên Nhân Đức khuyên cô yên tâm, khỏi cần lo, cô cứ niệm Phật đi. Mà lòng tin Phật phải tin tới cùng nghe. Chứ nếu như giờ cô tin Phật mà cô còn dùng thuốc là lòng tin cô chưa có, chưa kiên cố. Hoàn toàn tin Phật 100%, cô niệm Phật đi. Dù cỡ nào đi chăng nữa cũng có sự chuyển biến đặc biệt. Đó, người trong chùa rõ ràng luôn đó quý vị. Còn có cô này nhắn tin nói rằng là chồng bị ung thư, mà anh giờ quá lo sợ, lo sợ dữ lắm. Hỏi Nhân Đức này kia, Nhân Đức nói bây giờ chồng cô không biết tu, ông lo sợ là đúng rồi. Còn cô là người biết tu, cô phải bình tĩnh. Cô bình tĩnh thì chồng cô sẽ nương tựa cô. Người ta không biết tu, người ta bất an, cô cũng bất an theo, vậy thì nương tựa vào đâu? Nên trong gia đình mà có một người mà khi xảy ra việc gì họ cũng đều bình tĩnh, thì tất cả người trong chùa đều hỏi họ, tất cả người trong nhà đều hỏi họ. Nên mình là người biết tu, gặp sự cố gì mình cũng phải bình tĩnh. Để người không biết tu người ta hỏi mình, người ta nương tựa mình, quý vị. Thấy không? Nên phải giữ bình tĩnh. Giống như lúc trước mà những đứa từng kể câu chuyện, cái thằng này cũng đẹp trai lắm, mà chạy xe thì sao đó, tai nạn giao thông mới cưa hai cái chân, cưa hai chân. Sau này nó buồn, nó khổ vô cùng, nó muốn tự tử nhiều lần. Nó buồn, nó chán, nó mất suy sụp tinh thần. Thì cái việc này thì ai mà gặp phải cũng không đơn giản quý vị. Lành lặn, đẹp trai rồi tự nhiên giờ phải cưa hai chân. Cuối cùng có người tặng một chiếc máy nghe Pháp V52 này nè. Chiếc máy nghe Pháp cho thằng này nó nghe. Khi nó nghe nhà Đức giảng xong quý vị, nó cởi mở tâm tư hết. Sau này nó có vô chùa và tìm đến nhà Đức cảm ơn. Nhờ những buổi giảng của thầy mà con phấn chấn lên. Vì nhớ khi con người mà phấn chấn lên quý vị,
Thì dù mình như thế nào mình cũng đứng lên được. Đứng từ tâm. Người sống trong cuộc đời này, mình bị vấp ngã cái gì thì đứng lên. Vấp chỗ nào đứng chỗ nấy. Ngã chỗ nào thì đứng lên chỗ nấy. Dù bệnh đau tật nguyền gì đi chăng nữa, gặp sự cố gì cũng phải phấn chấn lên. Phấn chấn lên là có cơ hội. Còn bản thân mình bế tắc là hoàn toàn không còn cơ hội gì nữa. Bế tắc thì không còn cơ hội nữa. Nên cái người niệm Phật giữ được cái tâm, giữ được cái tâm mình an lạc. Mình là người niệm Phật mà quý vị, mình biết cái sự bất an lo âu là bệnh nó càng tăng thêm nữa. Ung thư đồ này kia, bệnh đau này kia, mà buồn lo lỡ sau này mình chết thì gia đình sao làm sao đây. Ăn không ngon ngủ không yên, giết rồi con người nó tiều tụy, nó xuống dốc cấp kỳ. Nhưng nếu mình là người tu mà hiểu định lực nhân quả rồi, nó giữ được cái trạng thái bình tĩnh. Nên quý vị nghe những thuyết giảng mỗi ngày, khi bị bệnh đau hay ung thư hay bệnh này bệnh kia hay bị bỏ rơi này kia, thì luôn luôn giữ được trạng thái bình tĩnh. Giữ được trạng thái bình tĩnh là hay nhất quý vị, cực kỳ hay luôn. Phải nhớ kỹ. Nên mỗi một người sống trong cuộc đời này, sanh lão bệnh tử, sớm muộn đều đến với chúng ta. Có ai chạy thoát đâu quý vị, ai chạy thoát đâu. Sớm những đứa quay mấy công đoạn, bà cụ 100 tuổi làm đoạn ký sự ngắn cho bà cụ. Rồi bà cụ cái tay to, bữa nay nước nó cái tay to ấy bị nó chảy ra, da nó dợp lại, nhìn đúng là thân hình giống như nó muốn hoại, chỉ còn đúng cái gương mặt và cái đầu tỉnh táo. Họ có đau đớn không? Không, rất vui vẻ, rất dễ tính. Vì coi hai công đoạn ký sự ngắn đi, hay nên mỗi một người chúng ta trong cái thời cuộc này, mình ở chỗ nào mà mình mỗi ngày cũng được nghe pháp gì là quý lắm quý vị ơi. Ngày nào cũng nghe chia sẻ Phật pháp, ngày nào cũng được cởi mở tâm tư. Dù gặp sự cố gì trong cuộc đời, quý vị cũng nhờ mỗi ngày nghe pháp gì mà được cởi mở tâm tư. Đây là những việc chia sẻ xác thực nhất trong cuộc đời, mà bao nhiêu Phật tử quý vị được lợi ích lớn như vậy là duyên phước lớn lắm. Mình mới được nhân viên mỗi ngày nghe gì quý vị. Nếu như mình không đủ duyên, không đủ phước, thì bao nhiêu con người đi tu hành nghe đạo cũng là long nhong mười mấy hai chục năm cũng không được kết quả gì, chạy theo những hình thức phù phiếm, bao nhiêu cái sự việc cho rằng ghê gớm này kia mà nó không xác thực gì cả, nằm trong cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Toàn là vô diễn những cái xa vời gì không à. Cái này không phải chánh tông Phật pháp đâu quý vị à. Phật pháp chánh tông là sẽ đi vào cuộc sống của người ta, nó mới là Phật pháp chánh tông lợi ích xác thực. Còn bây giờ mình mỗi ngày nó chạy theo những cái hình tướng gì cao siêu, quyền bí, thua. Cái này không có cái gì mà lợi ích cho quý vị à. Nó thật sự. Mà con người bây giờ thích chạy theo những cái cao xa quyền bí. Cuối cùng gặp sự cố gì ngã ngửa. Gặp sự cố gì cái là ngã ngửa luôn vậy. Phải nhận thức cực kỳ sâu sắc. Phật pháp là phải xác thực vào cuộc sống kìa. Xác thực vào cuộc sống nhất để được lợi ích. Nên mỗi một người mình tu học, nghe gì mỗi ngày được nhắc nhở đi. Bây giờ chưa có sự cố gì, mai mốt cũng sẽ có sự cố đến chúng ta. Chúng ta sống trong cuộc đời này, đố mà bản thân chúng ta mà không gặp sự cố trong cuộc đời. Sớm muộn thì cũng gặp sự cố trong cuộc đời. Chạy chờ không khỏi nắng. Nên mỗi một người mình phải biết chuẩn bị, chuẩn bị con đường của mình. Nghe pháp như vậy là mỗi ngày được chuẩn bị đó quý vị, được cởi mở tâm tư. Những câu chuyện như Đức kể, một người nào đó thôi quý vị có khi cũng sẽ gặp phải. Nếu như mỗi ngày mà không nghe pháp thì được an tâm, không có phương pháp tu để có phương hướng đi về, thì cuộc đời có giàu sang phú quý cỡ nào đi chăng nữa cũng vô nghĩa. Cái gặp sự cố gì rồi là lãnh đủ hoàn toàn. Bản thân mình lãnh đủ, ai giúp được mình, bệnh đau ai chia cho mình, gần chết ai thở phụ mình. Hãy bình tĩnh và suy nghĩ đi.
Nên mình mỗi ngày nhớ Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nhớ Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc. Việc quan trọng nhất của chúng ta là gì? Nhớ Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc. Đây là việc quan trọng nhất. Đi đứng nằm ngồi niệm Phật. Như trong chùa mình có nhiều người bệnh này bệnh kia, nó từ từ tự nhiên quên hết trơn. Quên được là ngay chỗ nào vì nụ cười. Mỗi ngày cứ lo nhớ Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc, không có bận tâm gì đến băng thăng. Vậy mà nó quá dễ bệnh. Người ngoài đời nghe ung thư một cái thôi, nửa tháng, tháng sau tiều tụy, ốm ho gầy mòn da bọc xương. Ta chỉ cách này, cách kia, cách nọ, chỉ giết rồi loạn tâm. Mình là người nghe đạo biết tu rồi, phương hướng của mình một câu Phật hiệu niệm, cứ sống bình thường, ăn cơm bình thường, ngủ ngay bình thường, như người không có bệnh gì. Bị mà làm được điều này đi, bản thân quý vị sẽ tự nhiên, dù bệnh cũng như không có bệnh. Còn nếu như bây giờ nghe người này chỉ cái này, cái kia, cái nọ, người không tu mà cách này, chị kia, chị nọ, đủ chuyện giết rồi quý vị, tiền mất tật mang 100% quý vị luôn. Nếu như giữ tâm được bình thường thì quá đặc biệt rồi. Có một câu nói, dù cho ngày mai có thặng thế, hôm nay sen vẫn gieo trồng. Người niệm Phật mà, dù chờ có sập xuống chăng nữa, chúng ta vẫn giữ được bình thản. Nếu như bị duy trì được cái tâm vậy thì đúng là quá tuyệt vời, quá đặc biệt quý vị. Quá tuyệt vời, quá đặc biệt. Nên mỗi ngày những đức chia sẻ Phật Pháp vì những người hữu duyên. Cái buổi này, một ngày vậy, vài ngàn người coi, 5-7 ngàn người. Những đức mong rằng 5-7 ngàn người này lúc nào cũng gầy dựng được vậy. Trong cuộc đời này mà những đức gầy dựng được 5-7 ngàn người này mà nghe Pháp thường xuyên mỗi ngày như vậy, cả đời chúng ta thì thành tựu cực kỳ thù thắng. Trong lòng những đức bây giờ đẩy mạnh cái chuyện tặng tượng Phật cho quý vị, để mỗi gia đình là một ngôi chùa nhỏ. Nên từ đây tới Tết, cuối năm ngày 25 tháng Giêng, chúng ta cộng tu cuối năm, tất cả quý vị đến dự khóa tu cuối năm, có đầu có cuối quý vị à, để tu một ngày chủ nhật cuối năm xong rồi, từ 25 tới như tuần nữa đi là mùng 2 Tết đầu năm lại. Quý vị nhớ năm nay đêm giao thừa chúng ta chắc chắn sẽ rất là đông. Nhà nước sẽ tổ chức một cái khóa tu cho quý vị đêm giao thừa, đêm 30. Lợi ích cực kỳ lớn, quý vị cũng còn thời gian được đi về nhà. Nghe Pháp lúc 6 giờ rưỡi. 6 giờ rưỡi hoặc 7 giờ gì cũng được. 7 giờ đi cho quý vị thoải mái một chút. Nghe Pháp lúc 7 giờ. Rồi xong niệm Phật lễ Phật này kia, cao lắm cho 9 giờ đi. 9 giờ là chúng ta xong chương trình một khóa tu cuối năm. Năm nay chắc chắn đêm giao thừa rất là đông. Không có chương trình 12 giờ khuya nữa. Riêng chùa Hộ Pháp Nhân Đức không tổ chức lúc 12 giờ khuya nữa. Tổ chức khóa tu buổi chiều bị lên đến 7 giờ Nhân Đức chia sẻ Phật Pháp. Xong niệm Phật lễ Phật một khóa tu thật chắc luôn cho vị tu. Những đức cái đầu, những đức là thường cứ nghĩ cái việc tạo dựng cho người ta tu. Chỉ có tu mới giải quyết được vấn đề quý vị à. Chỉ có nghe Pháp hiểu được rồi mới giải quyết được vấn đề. Nếu như một người nghe đạo mà cứ chạy theo hình thức thì đố mà người này cứ gặp sự cố gì mà trở tay được. Không có phương hướng nào nương tựa được. Nói mà cái mùa dịch thôi, đúng là con người chúng ta dù là nghe đạo nghe quý vị, nhưng mà mình không hiểu, mình rất mù mờ. Nói mà cái mùa dịch thôi cũng nhìn ra. Bao nhiêu Phật tử có khi nghe Pháp, bao nhiêu người thầy giảng,
khi gặp chặn dịch bệnh thôi, ngã ngửa chứ. Mặt thầy, mặt trò gì, đóng cửa, sạch nhách hết chứ. Vì nhớ, lúc đó chùa Hộ Pháp chúng ta dẫn là người ta vô cộng tu rất là đông nha quý vị. Số lượng người vô ở trong chùa cộng tu rất đông trong cái mùa dịch. Từ nơi đó mà gặp Phật Pháp mười mấy hai chục năm, gặp chặn dịch không có một phương pháp gì tu để hướng đến giải thoát. Lúc nào cũng sợ, lo, bình thường như người không tu luôn. Quý vị mà cô chưa nhận thức ra nữa thôi chịu thua. Nên tại gia đình của mình thờ Phật Bồ Tát, niệm Phật lễ Phật, tu hành, nghe Pháp xác thực mỗi ngày. Sự cố gì đến với mình cũng có điểm nương tựa. Chạy theo cái chuyện phi phàm, chuyện gì phù phiếm. Cuối cùng bản thân chúng ta gặp sự cố gì bản thân mình lãnh đủ. Bản thân mình lãnh đủ, có bao giờ những cái thứ đó giải quyết được vấn đề cho mình không? Không bao giờ giải quyết được đâu quý vị. Bây giờ như Đức nói, quý vị có đi nhìn 100 viên xá lợi của Phật đi chăng nữa, cái đó cũng không phải là bài pháp giải thoát của Phật để lại. Dù cái hình tướng gì, phi phạm gì đi chăng nữa, đó không phải là cái việc mà Đức Phật dạy chúng ta giải thoát. Đúng là học đạo mà chạy theo những cái phù phiếm không có kết quả gì hết. Nếu mười mấy năm nay những đứa đi học đạo cũng như vậy, thì những đứa cũng không được một cái gì cả. Không có cái gì để hướng dẫn người ta tu cả. Phật Pháp là gì? Là xác thực tu sửa. Sửa những cái gì mình sai thì mình sửa. Đó là xác thực của Phật Pháp. Mà dạy mình tin sâu nhân quả, gặp sự cố gì cũng nhìn quả thì biết nhân, mà nhìn nhân thì biết quả. Đúng rồi. Chạy theo hình thức cao siêu làm gì? Nói Phật Bồ Tát gì, Phật Bồ Tát gì đi chăng nữa, khi gặp sự cố gì có giải quyết được vấn đề không? Cái cao siêu phi phàm gì được cái gì? Rồi mới đây nào là tóc xá lợi Phật gì quấy quấy. Quý vị thấy người ta dù 50-60 ngàn người, 100 ngàn người đến, cũng là đa phần chạy theo những hình thức. Coi đi chùa bao nhiêu năm chờ thì cũng là đi vòng vòng nhìn vậy thôi. Cuối cùng đổ vỡ ra thì bắt đầu hờn người trách, chữ sùm. Thấy không? Nên học Phật mà không xác thực. Nên cả cuộc đời những đức nhắm ngay mục tiêu, giờ tôi nuôi người già đó. Tôi nói gì đi chăng nữa, tôi nuôi người già rõ ràng đó. Bao nhiêu người già khắp nơi về tôi nuôi rõ ràng đó. Rồi mỗi ngày tôi khuyên người ta niệm Phật. Thường nói rằng tôi là một thanh niên ngoài đời hư hỏng, không ra trò chống gì. Mà tôi học Phật Pháp, bây giờ tôi lại phát tâm nuôi bao nhiêu người già, tổ chức bao nhiêu chương trình cho người ta tu xác thực, chứ đâu phải hình thức gì đâu. Đâu phải người ta về chùa cho người ta cầu nguyện, cầu xin cái gì đó. Dạy người ta rõ ràng, đem Phật Pháp chân chánh dạy người ta, để người ta tu tập. Bạn muốn có quả thì bạn gieo nhân. Chứ bạn không gieo nhân mà bạn muốn lãnh quả sao được. Không trồng cây mà muốn hái trái ăn, có không quý vị? Phật dạy bố thí thì giàu sang. Bố thí là làm cái gì? Bố thí, bạn thấy người ta làm việc thiện, việc tốt, giúp đời, giúp người. Như bây giờ sắp sửa chương trình khiếm thị, mùng 9 tháng 12 âm lịch tới nè, cho tiền người khiếm thị, bạn lại cho tiền người khiếm thị, gọi là bố thí. Còn nhà chùa làm cái gì xác thực đàng hoàng, ví dụ như làm tượng Phật tặng người ta, làm những việc ý nghĩa thì mình cúng dường. Còn bây giờ người khiếm thị mình bố thí, làm những việc xác thực thì Phật nói tài thí thì giàu sát. Còn thí dụ như một hình thức gì, một pho tượng gì, hay là một cọng tóc gì, mình lỡ mình nói là cúng dường cho Phật công đức vô lượng, cái này nó không có dính vấn đề. Không dính vấn đề. Nó phải làm sao mà đồng tiền này nó lưu chuyển từ cái đem giáo pháp của Phật để truyền trao, nó mới là thật sự quý vị có lợi ích. Làm gì có lợi ích. Dù như giờ xây là một ngôi chùa, mà ngôi chùa này nuôi bao nhiêu người già thì lợi ích quá rồi còn gì. Còn nếu xây một ngôi chùa thiệt là lớn lên mà người ta chỉ vô để gì, đi viếng cảnh rồi thu gom tiền bạc, vậy thì nó không có lợi ích gì cả. Thật sự chỉ gieo cái duyên chơi thôi, nó không có phải là đem Phật Pháp, cái giáo pháp của Phật đi giới thiệu. Thí dụ như bây giờ bao nhiêu con vật nó bị nhốt, sắp sửa bị giết, mình mua nó, mình thả nó là cái công đức phóng sanh, là bản thân mình phát tâm từ ra để mình làm.
những việc xác thực nhất trong cái cuộc đời mình làm, thì đó là phương pháp mình chỉ dạy ta, thì thông minh trí tuệ. Gieo nhân gặt quả, nó không có cái chuyện mù mờ quý vị, không có chuyện mù mờ. Người ta bất an, mình chia sẻ Phật pháp cho người ta nghe, người ta an tâm. Nếu nhiều người nghe như Đức giảng, người ta an tâm. Như hồi sáng này, mấy hồi trưa này gặp một bà cụ gần 80 tuổi ở Củ Chi, nguyên một gia đình con cháu dẫn đi, lên đây cũng gặp luôn những Đức. Bây giờ họ cũng đang ở đây, họ tu thờ. Gia đình con cháu người nào cũng vui. Chính bà cụ con cháu nói rằng, bà con nhờ nghe thầy giảng mà bà cũng rất là vui. Mỗi ngày nghe thầy giảng suốt luôn, dẫn đi đâu bà cũng không đi. Chỉ đúng nói rằng đi lên thầy Nhẫn Đức thì bà mới đi. 78, 79 tuổi ngồi xa lắng, ngày nào cũng nghe như Đức giảng. Những điều chia sẻ cực kỳ gần gũi đơn giản mà cho anh ta một phương pháp tu, giúp cho anh ta bình an. Như những điều như Đức chia sẻ về có người ung thư, người bệnh đau này kia, những Đức khuyên quý vị là an tâm trước đi. Có một cái bệnh viện nghe quý vị, ở ngoài miền ngoài, dù người ta không tu gì nghe quý vị, người ta vẫn nói câu rằng những bệnh nhân ung thư nào mà an tâm thì những bệnh nhân này không đến nổi, nặng quá. Còn những bệnh nhân nào ung thư mà buồn khổ nặng nề lo âu là tiêu tụy xuống dốc vô cùng. Nó xác thực. Nên như Đức khuyên quý vị, bệnh đau gì, sự cố gì phải giữ cái trạng thái tự nhiên. Giữ được trạng thái đó thì mới giải quyết được vấn đề. Còn quý vị bất an, lo âu, tiêu cực thì quý vị đi xuống luôn. Nhà có người bệnh đau chưa giải quyết được, mà bản thân quý vị lại gầy dựng ra bản thân quý vị thêm bệnh đau, thì ai giúp được ai? Người ta yếu, bản thân mình mạnh, mình mới đỡ người ta và kéo người ta được. Còn mình cũng bệnh như người ta thì ai giúp ai bây giờ đây? Nên mình là người tu, dù trời có sập xuống đi chăng nữa, bản thân mình cũng phải bình tĩnh. Đó là cái trạng thái của người tu hành đó quý vị. Trạng thái người tu hành. Nên mỗi một người đi đến cái cuộc đời này, ai mà không có thiện căn khi gặp Phật pháp? Gặp Phật pháp mà không có thiện căn sao gặp? Đừng cho cái gì đó phi phàm gì chứ. Cái đặc biệt nhất là đơn giản nhất để gây dựng từ từ mới đó này, là đây mới là thù thắng. Giống như một hạt giống nó sanh trưởng từ từ, chứ không có hạt giống nào mà tự nhiên nó mọc một cái nó lên cao hết. Nó đều sinh ra từ từ phát triển. Nó đi theo quy luật tự nhiên. Thì đúng rồi. Như bản thân Nhẫn Đức khi sinh ra ở ngoài đời, nó lao theo cuộc sống ngoài đời. Tới 29 tuổi Nhẫn Đức tiếp nhận được Phật pháp, Nhẫn Đức tu học. Từ 29 tuổi tu học, vô ngôi chùa niệm Phật nuôi người già. Từ từ nhận thức được Phật pháp có cái hay, cho mình một giá trị sống có ý nghĩa. Bản thân Nhẫn Đức nuôi người già, từ từ nhận thức được con đường đi giải thoát. Nhìn bao nhiêu con người chết trước mặt mình và nghĩ tương lai mình cũng chết. Nhìn người già, mình nghĩ tương lai mình cũng già. Ngày xưa ngoài đời chứ bây giờ mình suy nghĩ như vậy. Mình đi tu mình lại nghĩ là tương lai mình sẽ già. Vì nhìn bao nhiêu người già, nhìn bao nhiêu người già bệnh, tương lai mình sẽ bệnh. Mọi cái bản thân mình nhìn ra giống như nhìn thấu buông xuống như vậy. Nó đều là phát triển từ từ cho mình cái góc độ nhận thức. Đúng rồi quý vị. Học Phật như vậy thì lợi ích cực kỳ là lớn. Tại mình nhận thức từ từ, mình cảm thọ từ từ. Còn con người ta bây giờ là hành trì thì không làm. Không có gieo nhân mà muốn lãnh quả đó quý vị. Thích nghe cái gì phi phàm cao siêu gì. Có những người giảng thuyết nói rằng tôi sẽ đưa họ đi về thế giới cực lạc, đưa về một cảnh giới giải thoát. Tôi giúp cho họ tiêu nghiệp, tôi có công năng đó, tôi có khả năng đó. Tầm bậy, tầm bạ, tào lao. Chỉ những cái mê hoặc điên đảo đi theo tầm bậy, tầm bạ gì. Bản thân như Đức không biết Phật pháp nhiều mà nghe cái dạng đó thôi là cũng đã biết như thế nào. Thì mình rất là mê hoặc điên đảo nên mình dễ bị người ta lôi kéo cuốn lôi. Nó những Đức nghe một cái vị bên Lào, Campuchia gì đó, người Việt mình mà giảng. Họ có công năng để giúp cho chúng sanh tiêu nghiệp chứ, phá luôn cái địa ngục gì tùm lum. Chỉ có dạng không có thiện căn cộng nghiệp với họ, tàu lao bác xế mới chạy theo tầm bậy gì. Không có bao giờ mà Phật pháp nào mà giải kỳ cục như vậy. Đức Phật dạy tin sâu nhân quả.
tự đốt đuốc mà đi, vì Đức Phật đã có được ngọn đuốc sáng. Đức Phật chỉ đường, soi đường, bản thân mình đi thì mình được lợi ích. Mình không đi thì không được lợi ích. Nghiệp chướng mình đã tạo thì bản thân mình phải trả, phải tu sửa để trả. Giống như mình thiếu nợ thì mình phải làm, mình có tiền mình trả nợ. Chỉ có cái quay lực trong nhà Phật, thí dụ bản thân mình niệm Phật lễ Bồ Tát để sanh ra tâm sám hối. Bây giờ mình lại ai để mà cầu cho người ta tha thứ? Bây giờ nghiệp quan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp, mình não hại người ta, mình ly lại ở đâu để mình sám hối bây giờ? Nên lấy ngay tánh đức của Phật Bồ Tát để bản thân mình lại Phật Bồ Tát, lại Phật Bồ Tát để sanh ra tánh đức của mình, để bản thân mình thật sự thấy mình có lỗi lầm, đó gọi là đại sám hối. Nhớ kỹ, lấy Phật Bồ Tát để mà mình lễ lại mỗi ngày, để sanh tánh đức ra, để mà sanh tâm sám hối, hiểu được bản thân mình đã tạo nhiều nghiệp chướng. Đó là sám hối đó quý vị. Nên mà nói lễ lại Phật Bồ Tát để cầu sám hối là gì? Là sanh tánh đức của mình. Vì niệm Phật sanh tánh đức của mình làm Phật, lại Phật sanh tánh đức của mình lại Phật, thì tự nhiên cái tâm nó dịu xuống, nhìn ra bản thân mình nhiều tội lỗi, tạo nhiều nghiệp chướng, nên bản thân thành tâm sám hối sửa đổi lỗi lầm. Đây gọi là tiêu trừ nghiệp chướng. Nhận thức sâu sắc như vậy kìa thì học Phật mới có kết quả. Còn nếu không chạy khơ khơ theo hình tướng. Nên từ nơi đó mà khi khổ đau kiếp nạn xảy đến rồi, ngã ngửa không có điểm gì nương tựa luôn. Bao nhiêu con người luôn mà chúng ta do gì cặp mắt không thấy, nên cuối cùng chịu chết, chạy theo những hình thức phi phàm cao siêu, cuối cùng có kết quả vậy đó quý vị ơi. Vì Phật Pháp là mình xác thực. Nếu bản thân nhà Đức cũng như vậy thì mười mấy năm nay nhà Đức được cái kết quả gì? Không được lợi ích gì cả. Xác thực đi quý vị. Học Phật là học xác thực đi. Phật Pháp là gì? Phật Pháp là giúp chúng ta sửa đổi lỗi lầm. Học Phật là gì? Học sửa đổi lỗi lầm. Thấy việc đó mình sai, mình sửa đổi lỗi lầm. Chứ không phải là việc phi phạm gì đâu quý vị. Việc cao siêu gì đâu. Phật Bồ Tát có phi phạm cao siêu cỡ nào thì cũng lược giảng những điều đơn giản cho chúng sanh căn tính đó phù hợp để được giúp đỡ, để tu học làm sao được lợi ích. Đó mới là Phật Pháp chân chính. Chứ không phải nói những điều phi phạm gì, cao siêu gì, Phật Bồ Tát gì đâu quý vị, không có đâu. Nên nhớ kỹ, phải xác thực nhất, gần gũi nhất để chúng ta áp dụng Phật Pháp vào cuộc sống, cuộc đời mình, gọi là lòng tin chánh tín. Lòng tin như vậy thì học Phật mới có lợi ích. Mình là một Phật tử, một người cư sĩ, tiếp nhận Phật Pháp phải xác thực để áp dụng trong gia đình của mình. Mình làm chồng như thế nào, mình sửa đổi lỗi lầm đây đi, cho nó hoàn chỉnh tốt đẹp, để làm chồng cho có uy tín trong nhà. Mình làm vợ, mình coi mình làm vợ có đàng hoàng nghiêm túc chưa, mình sửa đổi lỗi lầm. Mình làm con, mình có hiếu với cha mẹ chưa. Học Phật bây giờ mình sửa đổi lỗi lầm, phải xác thực không? Còn những cái cao xa có ai biết gì đâu mà sửa, có ai biết gì đâu mà làm. Nên tại sao học Phật mười mấy hai ba chục năm mà không có lợi ích, chỉ chạy theo những hình tướng phù phiếm, những cái cao siêu quyền bí, thôi. Cái quyền bí gì cũng là của người ta, bản thân mình có dính dáng cái gì đâu. Đức Phật đã thành Phật rồi, bản thân chúng ta phải học Phật làm sao bản thân mình tiến tới quả vị làm Phật này. Này là cái quan trọng. Muốn được như vậy thì làm sao? Niệm Phật, nhớ Phật. Gặp sự cố gì, sân si phiền não tham lam, trộm cắp tài dâm gì thì A Di Đà Phật. Gặp sự cố gì, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Cứ niệm Phật đi, tự nhiên nó nhắc nhở mình rất là lớn quý vị. Mục tiêu mình đi tu là gì? Giải thoát. Vậy thì siêng niệm Phật, cố gắng niệm Phật. Người lãnh đạo họ sắp xếp, họ cực, họ căng thẳng, họ mệt mỏi, họ nhức đầu. Bản thân quý vị thấy họ hy sinh vì mình như vậy, bản thân quý vị duy trì cố gắng niệm Phật đi. Vì cố gắng duy trì niệm Phật đi, coi chùa quản chúng, nuôi chúng, đâu phải đơn giản. Nghề dạy nghề làm giết rồi tự nhìn thấu buông xuống rồi. Còn cái ban đầu làm cũng nặng căng lắm đó quý vị. Nó đa dạng con người khảo đảo, đủ chuyện khảo đảo mình. Tại chuyện gì cũng đẩy ngay cái người lãnh đạo.
đẩy giết rồi bản thân cũng cảm thấy mệt mỏi dữ lắm chứ không giỡn đâu. Nên cái người mà chỉ làm một công việc gì đó thôi thì cố gắng mà niệm Phật, gầy dựng chính mình đi, cứ gầy dựng chính mình cho tốt. Trong công việc thì có lúc này lúc khác, lúc vui lúc buồn. Con người tu cũng vậy, có lúc thì thoải mái, có lúc cũng không được thoải mái, nhưng cũng phải tu. Nên cứ lên niệm Phật, lễ Phật một thờ là nó giải tỏa tâm tư nhiều dữ lắm. Còn nó mệt mỏi, nó phiền não mà không lên tu, nó càng phiền não mệt mỏi thêm. Dù có nói cái gì cũng không bằng cái việc niệm Phật. A-di-đà Phật. Cứ niệm Phật, nhớ Phật, niệm Phật. Đi đứng nằm ngồi niệm Phật đi. Mình tin vào định lực nhân quả, rồi mọi việc cũng sẽ qua. Chuyện gì rồi nó cũng cởi mở ra chứ. Đừng có đặt vấn đề nặng trong tâm mình quá. Cái gì mà đặt vấn đề nặng trong tâm mình quá là duyên phước mình từ từ nó cũng giảm bớt. Cái không vừa lòng không vừa ý mà đặt trong tâm mình nặng quá, nó sẽ giảm duyên phước của mình, nguy hiểm dữ lắm. Nguyện Tam Bảo gia hộ quý vị tín nguyện niệm Phật kiên cố cả đời không thối tâm. Khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về thỉnh độ. Cùng cha cùng mẹ nhưng cùng chí hướng, cùng chung một tấm lòng. Còn bao nhiêu những khó khăn, còn bao nhiêu những mảnh đời cần chia sẻ, luôn cần quan tâm. Cần bao nhiêu những trái tim vun đắp ngày mai khát vọng yêu người hơn chính ta yêu mình. Cho ta qua bao nhiêu sóng gió vẫn có các con bên cạnh khuyên rằng các con những lời hay ý tốt. Dù có ngày mai thế nào, thầy mong các con bình yên giúp ích cho đời, thầy con cũng thấy vui. Cầu xin cho khắp thế giới mãi mãi không còn khổ đau, vòng tay ấm áp xua tan bao giá lạnh. Đến lúc bây giờ thật sự lòng con cảm thấy vui hơn. Dẫu có thế nào, thầy cho ta vẫn luôn có nhau, thầy của con. Còn bao nhiêu những mảnh đời cần chia sẻ, luôn cần quan tâm. Cần bao nhiêu những trái tim vun đắp ngày mai khát vọng yêu người hơn chính ta yêu mình. Thầy cho ta qua bao nhiêu sóng gió vẫn có các con bên.
hay ý tốt. Dù có ngày mai thế nào, thầy mong các con bình yên, giúp ích cho đời, thầy con cũng thấy vui. Cầu xin cho khắp thế giới mãi mãi không còn khổ đau, vòng tay ấm áp xua tan bao giá lạnh. Đến lúc bây giờ thật sự lòng con cảm thấy vui hơn, dẫu có thế nào thầy cho ta vẫn luôn có nhau, thầy của con. Thầy cho ta qua bao nhiêu sóng gió vẫn có các con bên cạnh, khuyên rằng các con những lời hay ý tốt. Dù có ngày mai thế nào, thầy mong các con bình yên, giúp ích cho đời, thầy con cũng thấy vui. Xin cho khắp thế giới mãi mãi không còn khổ đau, vòng tay ấm áp xua tan bao giá lạnh. Đến lúc bây giờ thật sự lòng con cảm thấy vui hơn, dẫu có thế nào thầy cho ta vẫn luôn có nhau, thầy của con. Đến lúc bây giờ thật sự lòng con cảm thấy vui hơn, dẫu có thế nào thầy cho ta vẫn luôn có nhau, thầy của con. Dẫn lối bao người, rồi thầy cũng sẽ.
mong thầy không nản lòng để ngày mai chúng con được thấy chính ở nơi đây thêm bao đổi thay. Niềm tin vững chãi vì thầy luôn hướng đến Như Lai. Cuộc sống đơn sơ vẫn luôn bình yên cõi lòng. Nhìn trời xanh nâng lên ngày mai. Yeah.